Quay trở lại với kênh YouTube của mình. Video ngày hôm nay mình sẽ làm video để gửi tặng đến tất cả mọi người, là hướng dẫn các bạn cách tô màu sao cho thật đẹp những bức tranh. Bây giờ chúng ta cùng bắt đầu nào. Làm chi tiết tô màu nhé. Đừng đi làm, anh đừng đi học. Để tô màu xong nha các bạn. Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình.
video ngày hôm nay mình sẽ làm video để gửi tặng đến tất cả mọi người, là hướng dẫn các bạn cách tô màu sao cho thật đẹp những bức tranh. Bây giờ chúng ta cùng bắt đầu nào. Bây giờ mình sẽ tiêu tô màu nhé. Tô màu à? Đấy. Tôi một xong nhé các bạn. Xin chào tất cả các bạn.